Cây kiện Trần Tiến xin mến chào tất cả quý cô chú anh chị đang xem kênh ạ. Hôm nay em có về một số cây như vú sữa, sam, hồng ngọc mai và một số cây mini bonsai muốn giao lưu cùng với cô chú anh chị. Đầu tiên là cây số 1 nha bà con. Số điện thoại em là 0919873462. Số 1 là cây vú sữa da bò nha. Dạ, da bò, chiều cao tương đối của nó là 80. Dạ. Ngang 55. Đỏ đỏ tím tím hay là sao? Dạ, nó là gì đó. Dạng da bò. Da bò đó anh. Dạ. Không phải lò gàng phải không? Dạ không, cái này da bò nha. Rồi quay mặt cắt đây. Nó đã liền rồi nè. Xẹo rồi. Dạ. Để đo cái hoành thân cái này. Rồi, hơn. Được nữa lộn trong ra liền lộn khỏi trời ơi. Rồi. 42 nha bà con. Đặt cái mặt trong ra là nó nè. Dạ, 42 nha bà con. 43 yếu 42. 42 cái 40 đi. Dạ, 40 cũng được, tương đối thôi. Cây số 1 có giá 1,6 triệu nha bà con. Dạ, nó rễ nó đã liền rồi. Nó không sao, cây đảm bảo khỏe mạnh, bao sống bao ship cho bà con. Rồi. Cây số 1 có giá 1,6 triệu nha bà con. Cây số 2 cũng là cây vú sữa da bò nha bà con. Cây vú sữa da bò luôn, chiều cao tương đối của nó là 90. Ngang của nó là 40. Cây này đảm bảo khỏe mạnh nha bà con. Quay đi. Quay chọn. Coi dáng thế là coi mặt cắt được rồi. Cái mặt cắt của nó chỗ này nó bị mục nhưng nha, cây đảm bảo khỏe mạnh nhưng mà chỗ đó nó hơi bị mục xíu thôi. Dạ không có sâu đâu. Nó ở bên ngoài thôi. Không sao. Dạ vú sữa da bò nha. Nó già hay gì? Dạ nó già, cây này già cây lắm rồi. Có trái hết chưa? Cây này già cây không chưa có trái nè. Cái hoành thân ở vị trí này nó là 13 trong có là nhiêu? 38 à. Rồi. Chén cái đầu. Rễ cũng có cọng rễ chết đó. Dạ cái rễ này nó cứng. Không ảnh hưởng tới cây đâu. Cây này đảm bảo khỏe mạnh. Cây số 2 này có giá 1,4 triệu nha bà con. Em bao sống bao ship. Tổng quá. Số 3 kìa. Chơi luôn. Cây số 3 là cây khế Nhật ghép khế chua nha bà con. Chiều cao tương đối của nó là 70. Ngang của nó là 55. Khế chua ghép khế Nhật. Dạ, khế chua ghép khế Nhật. Gốc là gốc khế ta. Dạ, gốc khế ta. Cây đảm bảo khỏe mạnh thuần chậu nha bà con. Đế rất quá nha. Sao? Cái đó nó khô rồi nhưng không sao, không ảnh hưởng tới cây đâu. Nắm đo cái hoành thân to trên này cho con cây nó hai cây này nó 19 nha. Mẫu đế rất đẹp nha. Cây số 3 có giá 1,3 triệu nghe bà con. Cây số 4 cũng là cây khế tàu ghép chua nha. Dạ. Khế ta ghép với là khế chua đó. Với khế Nhật. Cây này chiều cao là 70. Ngang của nó là 45. Khế Nhật phải không? Dạ, ghép nha. Dạ. Cái đầu trên là khế Nhật. Dạ đó. Nhật. Đầu dưới là cái khế mình đó, cái chua mình đó. Điểm đo cái hoành thân như thế này nha. Cái đế nó quái nha bà con. Đổ dễ. 24 nha bà con. Em đo nguyên cái bệ đế cho bà con xem. Nó 80. Nó lành hết rồi. Lành hết. Nó dài, rất là dài cây rồi. Dạ. Cây số 4 có giá 1,1 triệu cho bà con. Em bao sống, bao ship toàn quốc, em bao chậu cho bà con luôn. Số 5 là cây tùng nha. Tùng dạng niên nha. Chiều cao tương đối của nó là 28. Ngang của nó là 55. Tùng dạng niên nha bà. Em đo cái hoành thân vị trí này nó có 7 hả. Cây này thuần chậu nha, đảm bảo khỏe mạnh nha. Cây số 5 là giá 800 nha bà con. Tùng dạng niên nha. Số điện thoại em là 0919873462.
cũng là số Zalo và số Facebook để bà con mình liên hệ. Cây số 6 cũng là cây tùng dân niên nha bà con. Chiều cao tương đối của nó 30, chiều đổ của nó là 45, ngang của nó là 20. Nhà thân nó có 7 tại nó dướng cái cọng dây ấy. Cây số 6 có giá 600 rồi con, em bao sống bao xít rồi con, bao chậu luôn. Cây số 7 là cây gia nhật kìa bà con. Cây này rất đẹp nha. Chiều cao tương đối của nó là 30, ngang của nó là 40. Đế rất đẹp nè, đế đều, chân tay đều hết, chi cành nó vô dây hết nè. Giờ bà con chỉ chơi thôi, chăm sóc chơi. Đo cái hoành thân vị trí này nó dướng 19 yếu tính 18 thôi. Cái bộ đế rất đẹp nè. Ngã cái đầu cây ra. Gia nhật ha. Cây gia nhật anh. Cây số 7 có giá 1.3 triệu rồi con. Em bao sống bao ship toàn quốc cho bà con. 1.300.000. Dạ, 1.300.000. Số 8 là một cây ẩu cho bà con. Ở tàu mình nha. Tàu. Chiều cao tương đối của nó là 40. Ngang của nó là 45. Cây này đảm bảo sống khỏe nha, thuần chậu. Có trái chưa? Cây này mà có trái nè, cái trái nhỏ nhỏ nó đang ngủ đây. Có nè. Dạ bông nè, bông trái nè. Để em đo hoành thân vị trí này cho con xem nha. Nó 20. Cây số 8 này có giá 1.500.000 nha bà con. Nó đã lành, cái mặt cắt nó lành nè, đảm bảo. Cây số 8 có giá 1.500.000 nha bà con. Bao sống bao ship cho bà con. Me chua. Cây số 9 là một cây me nha bà con. Me chua mình nha. Chiều cao tương đối của nó là 450. Tán ngang cũng 50. Cây này uốn éo uốn lượn rất đẹp nha. Giống như con gắn vậy đó. Uốn lượn rất là đẹp. Em đo hoành thân vị trí này cho bà con xem. Me chua ha. Cây me chua. 12. Dạ. Còn đó cái cũ nữa không? Cũ nữa mà con xem này. Cũ nó nằm này. Đó cũ này. Nó 33. Cây số 9 này coi em có giá 1.300.000 nha bà con. Bao sống bao ship cho con. Số điện thoại của em là 0919873462, cũng là số Zalo và số Facebook. Số 10 là cũng là một cây me nha bà con. Me chua nha. Chiều cao tương đối của nó là 40. Ngang nó 50. Cái hoành thân ở vị trí này nó có chỉ có 10 thôi bà con. Có củ đế luôn. Để em đo cái này nó 30 32. Cây đảm bảo khỏe mạnh luôn. Em bao chậu cho bà con nha. Tiếp chậu bà con luôn. Cây số 10 này có giá là 1.000.000 nha bà con. 1.000.000. 11 cũng là cây me luôn. Chiều cao tương đối của nó là 30. Ngang của nó là 35. Cây này thuần chậu nha, đảm bảo khỏe mạnh nha bà con. Em bao sống bao ship cho bà con. Cái hoành ở vị trí này nó 13 nha. Cái cũ của nó là 35 nha. Thân uốn lượn rất đẹp nha bà con. Cây số 11 nó có giá 1.300.000 nha con. Bà con em bao sống bao ship, bao chậu cho bà con luôn. Rồi, 12 là một cây kim quýt nha bà con. Đế nó rất đẹp nè, rất quái nha. Chiều cao tương đối là 40. Ngang cho nó 30. Thân nó chừng 7 8, đế nó rất đẹp nha, ghế nè, cái ghế nè, kim quýt nè, dạ, cây kim quýt không ghép không? Dạ không ghép. Cây số 12 có giá 800 luôn con. Cây này đảm bảo khỏe mạnh. Số điện thoại của em là 0919873462. 13 cũng là cây kim quýt nha bà con. Chiều cao tương đối của nó là 35, ngang 40. Đế rất quái nha bà con, ghế nữa kìa, rất là quái.
thân nó chừng 12 à. Đo chỗ này nè. Cái này nó gai quá. Nó 11 rồi con. Cái gất quái nè. Cây số 13 có giá 1.3 triệu nha bà con. Em bao sống, bao ship toàn quốc, em bao chậu cho bà con luôn. 14. 14 là cây phôi chăn vàng nha bà con. Chiều cao tương đối của nó là 35. Ngang 20. Vành thân vị trí này nó 12 rồi con, 13 yếu tới 12 thôi. Củ đế rất to nha. Cây già phải không? Đảm bảo cây già rồi. Số 14 là 1 triệu rồi con. Em bao sống bao ship rồi con. Chậu luôn, bao chậu luôn. Số điện thoại kia là 0919873462. 15 cũng là cây phôi chăn vàng rồi con. Chiều cao của nó chỉ có 25 thôi. Ngang cũng 25. Cây đảm bảo khỏe mạnh nha. Củ đế rất to nha. Nó tới 15 lận. 15 yếu tính 14 thôi. Thân nó 14 nè. Cây số 15 có giá 1.1 triệu rồi bà con. Bao sống bao ship cho bà con. Sáu. 16 là một cây cần thân nha bà con. Chiều cao của nó là 30. Ngang của nó là 58. Đến đo hoành thân vị trí này cho bà con xem nè. Hoành thân vị trí này nó 13. Củ đế ở dưới này nó đo xem nè. 34. Cây đảm bảo khỏe mạnh nha. Cây số 16 có giá 1.3 triệu nha bà con. Bào sống bào ship cho bà con. 17. 17 cũng là cây cần thân nha bà con. Cao nó 20 à. Ngang nó tới 35 lận. Cây này rất khỏe nha. Thân của nó chừng khoảng 8 nè. 9. Thân nó 9. Cây đi, giá mềm phải không? Dạ, cây này số 17 giá 1.1 triệu rồi con. Em bao sống bao ship cho con. 18 là cây nguyệt quế nha con. Thần chậu nha, khỏe mạnh đảm bảo cho bà con. Chiều cao nó là 60. Ngang của nó là 40. Nguyệt quế lá chung bông chùm nha. Đang lên bông nha con. Đang lên bông nè. Lên bông nè. Hoành thân vị trí này nó 11 nha bà con. Cây đảm bảo khỏe mạnh nha. Cây này có giá 600 nha bà con. Bao sống bao ship cho con. Dính. Cây 19 cũng là cây nguyệt quế luôn. Lá chung bông chùm. Đang lên bông nè. Chiều cao tương đối của nó là 53. Ngang 55. Lá vàng vàng rồi. Tại vì nó thay lá đó anh. Thay lá để chuẩn bị lên bông nè. Nó đang có bông nè. Nó đang lên bông nè. Bông búp búp nhí nhí nè. Đang lên bông nè. Cái thân ở vị trí này nó 11. Yếu tính 10 thôi. Cây số 19 cũng có giá 600 rồi con. 20 là cái hồng ngọc mai nha, phôi hồng ngọc mai. Cao của nó 23. Ngang 30. Đây phôi nha bà con. Nó đo viên nhiều quá. Đo án thử chỗ này thì nó dướng, nó bị dướng quá. Nó cho 10 13 hả? Cái hoành cũ nên đo hoành cũ cho con xem. Cũ hơi to nha. Cũ là 45 nữa. Cây này thuần chậu nha, đảm bảo khỏe mạnh nha. Cây số 20 có giá 1 triệu rồi con. 22. 22 cũng là cây phô chân vàng nha. Chiều cao tương đối của nó là 30. Ngang của nó cũng 35. Cây số 22 nha. À, 22 lên trước nha. Cái thân của nó chừng khoảng 7, 8 à. Em đo cái đế nó cho con xem. Nó 43 nha. Cây số 22 có giá 1.3 triệu nha bà con. 21 cũng là cây phôi hồng ngọc mai luôn nha. Chiều cao tương đối của nó là 35. Ngang của nó cũng 25.
thân nó, thôi. Thân nó dướng dướng quá. Cái củ ở dưới chi này nó 34 nha. Cây nó khỏe mạnh đó. Dạ, cây đảm bảo khỏe mạnh. Cây số 21 có giá 900 ngàn con. Lấy 23 luôn. Đây 23 cũng là cây phôi hồng hộc mai luôn nha. Chiều cao tương đối của nó cũng 30. Ngang nó 20. Thân nó cũng 9-10. Con to ở dưới. Còn cái hoành cũ dưới này nó 30 36. Cây số 23 cũng giá 900 rồi con. Em bao sống bao ship cho con. Số điện thoại 0919873462. 24 là cây mai chiếu thủy nha con. Đang lên bông lai rai nha. Mai chiếu thủy trung nu. Chiều cao tương đối của nó 25. Tán ngang của nó là 50. Cây đảm bảo khỏe mạnh nha con. Gốc nó 20. Còn cái thân 18 dạ. Rồi lấy 25 luôn. Có số cây số 24 là có giá là 750 rồi con. Cây số 25 cũng là cây mai chiếu thủy trung nu. Cây này thóc thân hơi cao nha. Chiều cao tương đối của nó 70. Tán ngang của nó là 50. Nó đang lên bông lai rai nha con. Cây đảm bảo khỏe mạnh. Thân chảo hết rồi. Thân vị trí này nó 15 yếu tới 14 nha. Cây đảm bảo khỏe mạnh luôn. Cây số 25 có giá 800 rồi con. Cây 26 giấy gì Ấn Độ. Cây số 26 là cây giấy Ấn Độ rồi con. Chiều cao tương đối của nó 70. Ngang 65. Cái thân nó chừng 6-7 thôi nha. Cây đảm bảo khỏe mạnh nha con. Bao sống bao xếp cho bà con. Cây số 26 là cây giấy Ấn Độ rồi con. Giá 800. Rồi, cái cây này thì nó nở thì đầu tiên nó màu trắng nha. Sau đó nó qua phớt hồng. Và sau đó chuyển thành màu đỏ nha. Cây số 27 cũng là cây giấy Ấn Độ rồi con. Chiều cao tương đối của nó là 70. Tán ngang của nó cũng 65. Rồi, cái tàn này bó lại để dễ quay lên. Nó dướng. Cái thân nó chừng 6-7 thôi bà con. Cây đảm bảo khỏe mạnh nha. Cây số 27 cũng có giá 800 rồi con. 28 cũng là cây giấy Ấn Độ luôn. Chiều cao tương đối của nó là cũng 6-70. Tán ngang 65. Cây này đi xa có cũng bông cũng lá vậy không? Cái này trong quá trình mà quấn bầu thì đảm bảo nó sẽ rụng ở đây. Nhưng mà mình nuôi là bắt đầu nó ra bông mà dễ nuôi lắm. Nó không khó. Dạ. Cây số 28 giá 800 rồi con. Tại vì trong quá trình vận chuyển á, thì cái bông nó có thể nó sẽ rụng bớt. Dạ. Cây số 28 giá 800. Cây số 29 cũng là cây giấy Ấn Độ nha bà con. Chiều cao tương đối của nó cũng 65. Tán ngang cũng 65. Cái thân nó cũng chừng 6-7 hả. Tại có một lô cũng y chang nhau thôi. Sáng nở mà nó sở ra màu nắng, mà màu trắng. Cái từng 6-7 hả. Cây này đảm bảo khỏe mạnh rồi con. Bao sống bao ship cho con luôn. Cây số 29 giá 800 rồi con. 30 cu lít. Cây 30 cũng là cây giấy Ấn Độ mà là cây cuối clip nha bà con. Chiều cao tương đối của nó 70. Tán ngang nó cũng 70. Cây này đảm bảo khỏe mạnh nha bà con. Ra hoa rất đẹp nè. Cây số 30 cũng giá 800 nha bà con. Cái thân này cũng gần chừng 6-7 hả. Mà mua số lượng thì sao? Dạ. Nếu mua... Nếu mà... Trả lại chút. Nếu mua số lượng lớn thì ở đây hai bên em có thể thỏa thuận thương lượng với người mua ạ.
Dạ, cây số 28 cũng cây cuối liếp rồi con. Và dạ, cây kiển Trần Tiến xuống xin là mến chào quý cô chú anh chị đã ủng hộ trong thời gian qua và cũng xin ủng hộ những clip tiếp theo ạ. Xin chân thành cảm ơn.